cũng khá là nhiều nha. Quá wow. Gần cái tao rồi. Mấy thằng thấy sợ làm vậy đó. Trời ơi con này các bạn. Chào các bạn. Hôm nay hai anh em mình đang đi vào một cái đường mương nè. Trời ơi, quá rồi. Ai biết bóp cái túi. Trời ơi, đi xuống mà anh đi mò chết chết mà đang bóp đi theo trời. Con mẹ chết chết luôn á. Có đâu. Cái này anh nhảy đùng đùng ấy. Anh em mình đi mò chim chép. Mò chim chép. Sáng sớm mà. Ôi ướt tè le hết trơn luôn rồi nè. Nó trang nữa nè. Kêu đi dẹp giùm luôn. Có đẻ không mấy trời. Xô gì đó. Ở dưới này đẻ không các bạn ơi. Châu kìa. Châu có đẻ. Ây da. Vô đó hả? Xấu vậy. Ôi. Từ năm con nhâm chép các bạn. Con bự rồi. Chê mà một tay luôn. Về cào đó. Không có còn cũng đem cái thao đi kìa. Ừ, thôi đem thao đi mà không có con nào cho nãy giờ không có con nào ta rồi 5 con rồi đó. Trời ơi. Kiếm con cho bạn xem coi. Con cái gì nữa? Cái chân ghê vậy? Không phải à. Mấy con à? Ông ơi mò thấy bạn ấy trời. Đây. Sao mấy con rồi nè. Nước xui quá các bạn ơi. Xui quá. Gì cắn đi trời. Đây nè các bạn. Trời ơi trời. Vào đây nè, mọi người bên đi luôn. Hồi qua vòng quá lại. Con bự không á? Ở dưới. Trời ơi. Trời ơi. Nãy giờ em mòn tay ấy biết không? Có mò thôi. Yêu. Gì chạy mò, mò mò chân không chạy. Mò có lọc á. Chắc xích nó trong đất quá. Ở ngoài này nè. Hết nè. Bự gì vậy? Lấy luôn không? Lấy đi.
hai tay hai con luôn. Nó lớn lấy được. Nó đi nào mình nhiều quá mình bỏ. Ở đây anh thấy chỗ kia có người ta bán nữa chị. Họ cũng bự ra. Thịt không luôn các bạn. Wow, ngồi xuống gì nè. Ủa. Tao mò sao tao mò mà dính được thôi chứ sao mà nói nhiều á. Mò đi rồi họ đẻ nó bù trứng. Đẻ bù trứng. Anh đâu có sợ ba con khủng chứ không. Chui á. Anh có đẻ chào bá nè, anh không sợ nữa. Con đĩa chúa cắn nó lại. Đĩa bằng chân nhang là đĩa chúa. Quỷ đi mò chém chém, mò chân giấy không trời. Đứng nó coi chém chép. Chém chép đâu, chém chép. Đàn bà kia mới có chém chép. Nó lộ quá trời. Bỏ đi. Ông thích con lươn cái gì á? Cái con lươn á. Trời, một xíu à. Bự rồi. Mình lấy được rồi. Nói gì rồi. Này chết cái gì á? Dễ gì em mò mà chết vậy anh Huy? Nói kỳ vậy? Trời ơi! Mé này con bự không ông nội ơi! Nè! Hết hồn với con không? Này mới lớn à? Chưa có một lông nữa. Nè! Nó mới lớn á! Quá mập trời! À, này nướng hành hơi bị ngon nha! Anh em mình mò lên xong ngâm một đêm các bạn cho nó nhả gông ra cái anh em mình nướng mỡ hành. Bỏ mấy hộp đậu phộng vô đó, trời ơi cái này đen thui nè, này như chém chép bà già. Tào lao với mày. What the fuck. Nè, chém chép 18 nè. Đủ thứ loại hết. Bạn ơi, ở đây có đẻ mà anh Huy anh ngồi gì nè, ngồi cho bu bu hai trái nho anh trời. Hai hai con thả đi, có đâu nước chạy gì không có đẻ đâu. Ở đây con nhỏ quá trời anh Huy ơi. Vậy là con ngái này gần đây nè. Nè hồi kia đợt kia kìa anh mò một chút là gần cái chục ký á. Nghe hả? Ba thằng mò á chừng nửa tiếng đồng hồ mà con bự bự không à. Rồi biết sao chưa có ai phát hiện á. Trộn bự nè. Mấy chim chép nó nằm ghim vậy nè. Nó ghim xuống gì đó. Các bạn quơ tay ngang cái này gặp đụng lụm. Nó như là gì đó các bạn. Còn chép chép kia á. Con chép kia nó nằm ngang vậy nè. Các bạn để tay vô gì nè. Ủa mà sao nó giống nhau quá. Thì con nhỏ không mày trời. Lên đây con nhỏ không trời.
Các bạn ơi, đây có bầy mầm rồng, anh em mình sẽ đi bắt cá lóc. Dưới anh luôn, đuổi lên cạn rồi luôn. Cắn, mò lên. Mò đi, mò luôn. Phải dựng nó vô lưới à. Tắm xuống đây, tắm. Em đứng đây nè, cho nó. Cái nào không chuối à? Nè. Để sao vậy? Cô bay được bự lắm nè. Ê, cái lưới giờ kéo luôn. Lưới thì kéo được cái quần què ra. Ô, kiếm cái lóc bắt đi. Chạy 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 nghe Tâm. Coi nè. Đó. Mình rồng các bạn. Nên mình kiếm cái lóc bự bắt. Ê, chuối kìa, chạy rồi, chạy. Có đâu, có đó, cá nhỏ rồi. Thì chuối kìa, chạy đi luôn đi. Được. Nè, nó chạy lên trình luôn nè. Ủa gì ra chuối rồi? Ra chuối đâu rồi đó? Chuối mỏ. Đây nè. Rồi. Bên đây có này vậy, bự bự. Đó đây không? Cái lóc đâu? Hay là người ta lấy rồi. Ở đây khu xịt không à? Ừ. Chắc có xịt rồi quá anh Huy. Rồi chúng chép đi cho ăn không nổi ơi. Cha đủ mất toàn là bài chuyện tào lao. Gì vậy? Gì vậy? Trời ơi. Ngựa. Gì vậy? Đế. Đâu? Oh my god. Ôi lên mọi ơi. Dạ dạ. Úi là trời. Trời ơi con này các bạn. Khí đĩa. Bà đấu cha đó. Cho lên bờ luôn mày. Ui, hàng chín ngứa rồi. Anh nó chừng đó, nó bu hai trái nho của anh đó. Ngán ngán các bạn ơi. Cái đu chùm nho chắc chết quá. Mọi người gom đây nè anh Huy, nhanh như điện trời. Bắt cá lóc về cho má nấu canh chua. Ôi. Ủa bự kìa. Để vô. Lóc không? Ừ. Chạy trống hả? Ủa má thầu trời. Bự lắm. Bự không? Nhỏ à. Đụng tay, đụng tay, đụng tay á. Để em đụng đuôi nó mà. Cái tưởng cái gì trời. Để cái đầu luôn. Làm cái gì nè. Chuối á. Chuối còn đâu đây à. Đây khúc mới vô hồi nãy. Đi ra khúc đầu á. Đi ra mé đó anh Nguyên. Đi. Các bạn ơi, hôm nay mình mò Dũng này với Dũng bên kia được nhiêu nè. Cũng khá là nhiều nha. Wow. Gần cái thao rồi. Yeah. Anh em mình kiếm ít con nữa là đủ ăn các bạn ơi. Yeah. Vừa chân đĩa quất mình rồi. Anh Huy ngồi xuống nhưng mà nó không quất, mới quất mình. Ghê thiệt chứ. Rồi nhóc rồi.
Ok bạn ơi, thì hai anh em mình đi bắt nãy giờ đúng được nhiêu nè? Nhiêu đây là ăn đủ rồi, đủ phê rồi. Ba anh em là hai anh em khí. Tâm nãy giờ quay mà, đúng không? Ok. Thì ba anh em mình nãy giờ bắt được mớ khá là nhiều bạn. Này có tầm 2 kg không rồi? 1 kg. Đó thì anh em mình xin dừng clip tại đây. Các bạn thấy thích video mà anh em mình đi săn bắt gì á, thì cho anh em mình xin một like, đăng ký kênh, ủng hộ anh em mình nha. Thì các bạn muốn anh em mình đi mò săn bắt cái gì nữa thì hãy comment bên dưới, anh em mình sẽ làm nghe các bạn. Dạ. Xin không? Xin có chứ không gì. Anh em mình xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Bye.